gì thì mình xếp ba hàng ngang hả? Vâng, đúng rồi. À, hàng ngang các trưởng tự đứng hàng rồi. Bây giờ thưa các trưởng là chúng ta tùy ý. Tôi không dám đứng tới trưởng các bạn được. Sắp hàng ngang ba hàng ngang đây. Nếu chúng ta nhiều thì tôi nghĩ là ba hàng ngang đúng rồi. Ba hàng ngang tùy các trưởng. Đứng gần không vậy đấy. Chúng ta cũng phải đứng ở giữa được chúng ta. Thì vòng cung thì một cửa là cũng được. Vậy là hai vòng cung. Do đó là bây giờ thế này nè, tôi xin phép là tôi tập hợp các trưởng hơi sớm chút xíu, chờ sau khi bên kia xong thì mới làm. Do đó các trưởng có thể tùy nghi nghỉ ngơi đã, đến khi bên kia xong thầy cô thì chúng ta lại vào trở lại. Mời các trưởng ra nghỉ ngơi. Dạ, chú ý nhé. Cái này là ông chăm chỉ không ạ? Ông siêng năng. À, ông siêng năng. Siêng năng. Như vậy hôm nay sự kiện chính là ông siêng năng. Rồi, kết hợp. Ông này chưa chính, ông nữa. Là ông là voi hoặc bác. Là ông Tí Lộc. Là ông nói nữa. Ờ, ông này. Và cái bà bên kia bên kia có Hoàng Nguyên nhanh nhẹn. À, Hoàng Nguyên nhanh nhẹn tôi lấy luôn nhé. Dạ, dạ. Rồi super. Anh dẫn vào luôn anh chị luôn. À đây.
À, anh nói luôn. Anh giới thiệu đây là di ảnh của họa mi Nhân Dạng. À, hôm nay cũng được làm lễ tưởng niệm chung với một số các trưởng người địa rừng. À, chị này mất lâu chưa? À, chị này cũng mới mất gần đây thôi. À, sau Trà Lộc. Sau Trà Lộc.